Quy trình 5 bước tại Enter rất sẽ để cho ra một bộ ảnh phim phóng sự của riêng bạn. Cùng mình lên đi nhé. 1. Tiếp nhận thông tin yêu cầu của dâu rể. Tụi mình sẽ lắng nghe những ý tưởng của bạn cho ngày cưới, san sẻ những bước chuẩn bị như mút trang trí lễ gia tiên, tiệc cưới, chọn trang phục cưới và các tiết mục chương trình trong buổi tiệc. Nói lại những nội dung bạn lưu ý. 2. Chụp ảnh phóng sự cưới, quay phóng sự cưới. Sau phần tiếp nhận thông tin, tụi mình sẽ chụp quay theo lịch trình công việc của Enter Production. Hiển nhiên, checklist công việc này sẽ có những phần lưu ý của cô dâu rể để cả ekip có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Các bạn chụp ảnh, quay phim, phóng sự sẽ chuẩn bị thêm đèn và đạo cụ chụp beauty cho cô dâu để có được hình ảnh và thước phim tốt nhất. 3. Xử lý chỉnh ảnh phóng sự, phim phóng sự. Hình ảnh và video phóng sự sẽ được đưa qua bộ phận hậu kỳ chỉnh sửa theo tiêu chuẩn của ngành cưới và có những điều chỉnh nhất định để ra một gu màu riêng của Enter Production. Bộ phận hậu kỳ sẽ dựa vào yêu cầu của dâu rể để ra được sản phẩm cuối cùng cho riêng từng cặp đôi. 4. Kiểm duyệt sản phẩm. Trước khi video giao đến bạn, bộ phận chăm sóc bạn sẽ xem lại video và đảm bảo rằng sản phẩm được hoàn thiện và chỉnh chu nhất theo yêu cầu của bạn. 5. Bảo hành sản phẩm. Trong vòng 1 tháng, từ ngày giao sản phẩm, nếu bạn muốn điều chỉnh, Enter Production sẽ chỉnh lại cho bạn dựa vào những sự quay đã có. Trên đây là quy trình 5 bước mà Enter Production follow nghiêm ngặt để đạt được chất lượng về hình ảnh phóng sự, phim phóng sự. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.